Alo, xin chào anh em, chào mừng quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay thì mình sẽ chơi và kiếm tiền trên con game Kwin anh em nhé. Sụt vốn của mình đang có là 200k và mình sẽ chơi lật bài anh em ạ. Con game này là con game bài đổi thưởng, tỷ lệ nạp rút thì là 1-1 và số tiền rút tối thiểu con game này thì chỉ có 50k. Hôm nay thì mình sẽ cố gắng kiếm thật nhiều anh em ạ. Rồi, ăn được 2 phát quá tuyệt vời luôn anh em ơi, lên 800k rồi. Cố gắng. Ui dồi ôi, 180 quá ngon lành cánh đào luôn anh em ạ. Lên khoảng tầm 1 triệu rồi đây anh em ơi, được của nó đây anh em ạ. Nếu anh em nào mà chơi mà chưa hiểu biết ấy, thì mình cũng khuyên anh em là cứ lên ăn lon anh em nhé, chứ đừng vội gấp hết làm như mình làm gì cả. Đó, cứ chọn một lần đúng là anh em chiến đấu anh em ơi. Lên 1,2 triệu rồi, khá là cuốn anh em ạ. Rồi thế thì mình sẽ ra cái game khác một tí nữa anh em nhé. Thì bây giờ là mình sẽ vào xích bowl đi, 300k đi. Rồi nè, 5 này, ra đôi phát nữa không? Úi giời, không ra đôi anh em ạ. Làm quả đôi đi. Úi giời ơi, lên 1,7 triệu anh em ạ, đôi ngay anh em ạ, quá ngon lành. Lên 2,3 triệu rồi. Ui ôi, quả đấy mà chọn đôi 6 thì thôi rồi ôi, ăn nhức người anh em ạ. Rồi lên 810.000 nữa, lên 2,6 triệu, quá ngon lành đánh đào luôn anh em ơi. Làm phát nữa nào, dưới này ra 8 à, 5 ô ngon này, được này, lên 3,6 triệu anh em ạ. Được nó, bây giờ mình sẽ chơi vốn 1 triệu anh em nhé. Ui rồi, căng thiệt anh em ạ. Trên đi. Úi được ngon này. Úi giời, 1,7 triệu, tuyệt vời không mặt rơi. Nám à, cắm dưới đi. Úi được này, úi rồi thêm 1,6 triệu nữa, quá ngon lành. Của mình đã lên khoảng tầm là 4,142.000. Hôm nay thực sự là may mắn anh em ạ. Cố gắng hôm nay kiếm chút lời nhiều cho anh em một chút anh em nhé. Rồi ok, thế thì mình sẽ vào game long hổ anh em ạ. Cái cầu này thì mình cầu mới thôi, cầu mới thì bây giờ mình sẽ vào bên hổ anh em ạ. Long hổ thì cách chơi rất đơn giản thôi, hai bên so điểm với nhau, to nhất thì là quân ca, thấp nhất quân át anh em nhé. 2 này, ui ôi 9 ngon lành canh đào luôn anh em ạ, làm ngay 2M luôn anh em ạ. Mình theo vào 100k bên hòa, không được thì mình bị mất 100k bên hòa anh em ạ. Còn trường hợp mà anh em theo bên long hoặc bên hồ mà hai số điểm bằng nhau thì anh em đều được giả tiền anh em nhé. Rồi ok, chỉ tính trừ tiền khi nào anh em vào bên hòa thôi anh em ạ. Phát này thì mình sẽ đi khoảng tầm là gần 3M. Đó, ok anh em. 7 này, 7, úi đã ăn được cầu bên hòa, quá ngon anh em ạ. Phát này là mình lời luôn anh em ơi, quá ngon luôn anh em nhé. Số tiền của mình đã là 7,982.000. Giải thích lại cho anh em cái cách cầu đấy mình ăn như thế nào nhé. Khi mà bên hòa ấy, mà nó ra ấy, mà mình theo tiền vào bên hòa thì là nó tính tiền bên hòa mình thôi. Còn tiền bên cầu bên hổ mình vào là nó trả lại mình. Ôi giời, làm phát lượt nữa đi. 8 ra 7 này, ui được phát 840k, rực rỡ luôn anh em ạ. Phát này mà ra đôi nhức người anh em ạ. Rồi nào, phát nữa nào, dưới, ui rồi nó là bên trên, dưới 9 này, ui rồi làm phát 2M đi, càng căng lắm rồi này, dưới này 4, ủ được, trên này, ui rồi 2,7 triệu, quá ngon luôn anh em ạ. Tiếp tục anh em ơi, dưới đi, ôi dưới lại bắn 7 chứ này, ồ, ui ngon này, phát nữa. Úi rồi tuyệt vời, cộng phát 3,4 triệu nào, 12, ui rồi bên trên mới đắng nhỉ. Dưới đi, 4 này, trên đi, ui ngọt, làm phát nữa trên đi, ui rồi 5,9 triệu, tuyệt vời. Lên 8,975.000. Thế mình sẽ tiếp tục lật bài anh em nhé. Phát này thì lật căng phát nữa đi, 1M đi, trên này 1 triệu. Nếu mà anh em chơi mà chơi hiểu biết ấy, thì anh em cứ chơi lật một lần đúng là anh em chọn anh em nhé. Dưới này, dưới phát nữa, tuyệt vời, lên 2,5 triệu, ngon. Trên này, ôi ăn 40k được rồi. Dưới này, ui giời đấy, cứ chơi như mình, làm phát 1,1 triệu thôi, cứ lật một lá được anh em thắng là anh em chốt lời thôi, đừng có lên lật nhiều lá làm gì. Mình thấy lật nhiều lá nếu mà anh em chưa hiểu biết thì nó không ăn thua anh em nhé. Rồi ok, lại tiếp tục vào long hổ anh em ạ. Làm con này 5M đi, ở bên hổ đấy anh em ạ, 5M5, 5M7, còn để lại 5M nhé. và để lại 5M rồi, ok anh em. 5M chẵn này, có này biến hổ được thì tuyệt vời này. 10 to thế, ôi giời ơi, cứ tưởng là bị thua anh em ạ. Bên này còn hơn một nút anh em ơi, quá tuyệt vời luôn anh em ạ, đục của nó luôn anh em ơi. Rồi ok, ngon lành cánh đào, làm phát 16 triệu anh em ạ, làm phát xích bông rồi, poker. Thôi ra anh em, ra, mini lật bài, đánh và đạt, tạo cầu liên tục anh em ạ. 2 triệu này, bên trên, ui rồi, bên trên 6 triệu 2 này, làm phát lên thật chút 20M đã. Thế, ui rồi ôi, 19 triệu 600 rồi, đến 20M đấy. Ui rồi ôi, làm phát nữa. Chết, trên, ui rồi ôi, được ngon lành cánh đào luôn anh em ạ. Quá tuyệt vời luôn anh em ơi. Và hôm nay nhẹ nhàng tình cảm mình đã chốt lời cho anh em tầm 21.678.000 với vốn 200k, thì mình sẽ rút ra khoảng tầm là với 10 triệu anh em nhé. Ok anh em. Rồi, và video đến đây của mình là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Và đừng quên bấm like, share kênh YouTube để ủng hộ mình nhiều hơn anh em nhé. Đấy, hiện tại đang đợi xử lý xong là tiền sẽ về. Rồi, và có câu hỏi là anh em có thể để lại bên dưới phần bình luận thì mình sẽ trả lời chi tiết cho anh em. Và bye bye anh em. Nhớ đăng ký kênh anh em nhé.